Mỹ Thuật Laptop xin kính chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc laptop văn phòng đến từ thương hiệu Asus nha. Và chiếc máy này sẽ có màn hình 15.6 inch. Tuy nhiên trọng lượng máy cũng khá là mỏng nhẹ, và kích thước của máy cũng như là độ dày của máy cũng mỏng nhẹ, giúp cho những bạn thường xuyên di chuyển nhiều, những bạn là học sinh, sinh viên là cái đối tượng mà sử dụng chiếc máy này có theo mình nghĩ là hợp lý nhất nha. Thì model mà mình muốn đề cập tới ngày hôm nay là model Asus A510. Đây là một chiếc mámáy có màn hình 15.6 inch, kích thước lớn. Tuy nhiên trọng lượng máy nhẹ là do bản thân của chiếc máy này khá là mỏng. Thiết kế của Asus thì thường như cực kỳ mỏng và thời trang, nhắm tới cái phân khúc là người dùng học sinh, sinh viên, những người trẻ yêu thích cái thiết kế hiện đại nha. Và trong cái phân khúc giá chỉ 7.500.000 đồng, các bạn đã sở hữu được một chiếc Asus A510 được trang bị CPU Core i3-8130U. Chiếc CPU này thì sẽ có lợi thế về pin nha, thì giúp cho quá trình cho các bạn sử dụng máy cũng như là hoạt động nó được lâu dài. RAM được trang bị sẵn là RAM 4GB DDR4 và ổ cứng nguyên bản là HDD 1000GB. Thì đối với chiếc máy Asus A510, nó sẽ tích hợp thêm cái khe cắm thẻ nhớ M2 SSD. Do vậy các bạn có thể dễ dàng nâng cấp lên khe cắm thẻ nhớ SSD M2 trong tương lai, nếu mà các bạn cảm thấy chiếc máy nó chạy có thể là chậm nha, chúng ta nâng cấp lên sau. Và điều đặc biệt thì với cái màn hình 15.6 inch, viền mỏng là xu thế hiện nay, và đã được hãng trang bị cái độ phân giải là Full HD, phân giải là HD nha, 1366x768. Thì cái màu sắc cũng như cái độ hiển thị của cái chiếc màn hình này nó cũng rất là sắc nét. Tuy mang trong mình cái màn hình 15.6 inch, thì đa phần những laptop có màn hình 15.6 inch được trang bị bàn phím gời, bàn phím số gời, nhưng mà Asus A510 thì sẽ không trang bị bàn phím số gời nha các bạn, và bàn phím nó giống như là một cái bàn phím 14 inch thông thường. Thì theo cá nhân của mình nghĩ thì chiếc laptop này sẽ có đối tượng phục vụ là những bạn học sinh, sinh viên, những bạn mà mua máy để giải trí nè, những bạn cần một chiếc laptop mỏng nhẹ để mà di chuyển, thì Asus A510 phiên bản Gold có thể là một sự lựa chọn hợp lý mà các bạn cần phải cân nhắc. Thì chiếc máy này bán ra tại Mỹ Thuật Laptop sẽ luôn luôn được bảo hành an tâm cho các bạn là 6 tháng phần cứng và 1 năm phần mềm, tặng kèm các phần quà có giá trị nha. Thông tin chi tiết thì các bạn có thể tham khảo bên dưới video này hoặc là trang chủ của Mỹ Thuật Laptop. Cảm ơn các bạn đã xem qua video này.